Kính thưa quý vị, một cựu cố vấn của ông Putin nói rằng, có thể chính chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình chứ không phải vì sự phản công của Ukraine là nguyên nhân dẫn đến quyết định mới nhất của tổng thống Putin. Ông Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 21 tháng 9, thông báo rằng, từ nay trở đi, người dân Nga sẽ được huy động một phần và 300.000 quân dự bị trong độ tuổi chiến đấu sẽ được tuyển chọn, mở đường cho một cuộc chiến leo thang lớn ở Ukraine. Đây là bài diễn văn quốc gia đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Đồng thời, bốn khu vực do Nga và các lực lượng thân Nga kiểm soát sẽ cùng Nga tham gia cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 23 đến ngày 27. Các nước phương Tây đã lên án các cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và là tiền đề cho việc xác nhập các vùng lãnh thổ. Sergei Gaidai, thống đốc vùng Luhansk của Ukraine cho biết, tại thị trấn Starobik, chính quyền Nga đã cấm người dân rời thị trấn cho đến ngày 27 tháng 9 và các nhóm vũ trang đã được cử đến lục soát nhà và cưỡng chế người dân ra khỏi nhà để tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Các cuộc trưng cầu dân ý này bị Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây và Liên Hợp Quốc lên án làm màn dạo đầu cho việc thôn tính bất hợp pháp, sẽ không có các nhà quan sát độc lập hiện diện và phần lớn dân số trước chiến tranh đã bỏ chạy khỏi các vùng đó. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, cơ quan giám sát các cuộc bầu cử cho biết kết quả trưng cầu sẽ không có giá trị pháp lý vì chúng không tuân thủ luật pháp Ukraine hoặc các tiêu chuẩn quốc tế và các khu vực đó không bảo đảm an toàn. Ukraine cho biết họ không bao giờ chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất kỳ lãnh thổ nào của họ và sẽ chiến đấu cho đến khi tên lính Nga cuối cùng bị đánh đuổi đi. Nhà kinh tế học người Nga Andriy Ilya Ryunov là cố vấn chính sách cấp cao của ông Putin từ năm 2000 đến năm 2005. Ông nói với Deutsche Welle DW hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 rằng ông cần hiểu lý do tại sao Putin đưa ra bài phát biểu của mình, tại sao ông đưa ra quyết định điều động, cái gọi là trưng cầu dân ý ở bốn vùng bị chiếm đóng của Ukraine. Tại sao Nga lại bắt đầu đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân? Cựu cố vấn của ông Putin cho biết, Tất cả các quyết định này đã được công bố trong thời gian 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9. Tất cả những quyết định này đều đi ngược lại các chính sách của ông Putin từ trước đến nay và chống lại các kế hoạch đã được công bố trước đó của ông. Ông cho biết, ví dụ, cuộc trưng cầu dân Ý dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay hoặc năm sau, nhưng Điện Kremlin bất ngờ ra lệnh tổ chức ngay lập tức chỉ trong vài ngày tới. Ông Ilarionov nói, thậm chí theo Điện Kremlin, đó là một trò lừa bịp, đó là một trò lừa bịp theo các tiêu chuẩn của cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vào năm 2014. Chúng tôi cần tìm lời giải thích cho tất cả các quyết định này. Tôi có cảm giác khác, bởi vì tất cả các quyết định này đều được công bố trong khoảng thời gian 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 9. Có nghĩa là các quyết định này đã được Điện Kremlin đưa ra trước đó ít nhất 1 hoặc 2 ngày, tức là ngày 17 và ngày 18 tháng 9. Chuyện gì đã xảy ra vào những ngày đó Ông Ilarionov tin rằng, bước ngoặt của tổng thống Putin đến từ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO mà ông vừa tham dự. Ông nói, có vẻ như sự kiện quan trọng nhất là việc ông Putin trở lại Moscow sau hội nghị thượng đỉnh SCO ở Samarkand. Có vẻ như ông Putin đã có một số cuộc trò chuyện ở đó, buộc ông ấy phải đưa ra tất cả các quyết định này. Cựu cố vấn cho rằng, chỉ có ông Tập Cận Bình mới có thể buộc ông Putin phải đưa ra quyết định Ông nói, người duy nhất có thể có cuộc đối thoại ý nghĩa này với Tổng thống Putin là Chủ tịch Tập. Vì vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đã nói với ông Putin điều gì đó, buộc ông Putin phải đảo ngược thái độ đối với chiến tranh và thay đổi cơ bản kế hoạch trưng cầu dân ý trước đó, một kế hoạch huy động và tống tiền hạt nhân. Khi được hỏi liệu ông có đoán được ông Tập đã nói gì với ông Putin hay không, ông Ilarionov trả lời, tôi không biết, nhưng dựa trên một số thông tin dò dỉ và ngôn ngữ cơ thể của họ, tôi không loại trừ khả năng. Ông Tập Cận Bình đã khuyên các đồng đội của mình nên hoàn thành mọi việc với Ukraine càng sớm càng tốt, chẳng hạn như trước đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10, chứ không nên để ông Putin thất bại. Nga tiến hành cuộc chiến suốt 7 tháng mà không phân thắng bại. Điều này khiến Tập Cận Bình xấu hổ và khiến ông ấy tỏ ra yếu thế trước sự kiện quan trọng nhất của đời mình, nắm quyền sau đại hội 20. Nhưng ông tập cận bình không thể cho phép mình trông yếu đuối. Bài phát biểu của tổng thống Putin hôm thứ tư có đồng nghĩa với việc ông Putin thất bại trong cuộc chiến này. Ông Ilarionov cho biết quyết định của ông Putin nói rõ ràng chiến lược mà bản thân ông theo đuổi trong vài tháng qua đã trải qua một sự thay đổi cơ bản. Ông nói: trước khi đến Samarkand, ông Putin đã sẵn sàng tiếp tục một cuộc chiến tiêu hao lâu dài nếu cần trong vài năm. Nhưng những quyết định trong vài ngày qua có nghĩa là chiến lược của ông ấy đã thay đổi về cơ bản. Ông nói thêm, đây không phải là những dấu hiệu cho thấy sự yếu kém hay thất bại của ông Putin. Đây là những dấu hiệu cho thấy sự phụ thuộc của ông ấy vào ông Tập. Ông Putin sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Chúng tôi chỉ không biết khi nào và giá sẽ như thế nào. Ông Ilarionov là một trong 34 người ký đầu tiên của bản tuyên ngôn chống Putin trực tuyến. Putin phải từ chức được công bố vào ngày 10 tháng 3 năm 2010. Kể từ tháng 4 năm 2021, ông là thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh, một tổ chức tư vấn của Washington. Và đến đây, mục tin chuyên đề của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị có thể để lại bình luận để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. May Anh xin kính chào và hẹn gặp lại!